Xin chào các bạn đang theo dõi video clip của mình. Thì hôm nay mình có nhận bảo dưỡng một chiếc Kawasaki Versys 650. Thì chiếc xe này bạn mua cũ và bên trong bình xăng của nó đã có dấu hiệu bị rỉ sét rồi. Và sau khi vệ sinh bình xăng cũng như tráng keo bình xăng á, thì bên mình sẽ nhận bảo dưỡng vệ sinh họng ga, tiêm phun buồng đốt, họng nạp, kiểm tra buri, lọc gió cho xe của bạn. Tình trạng bình xăng thì ở ngoài cái nắp thì các bạn cũng có thể là quan sát thấy cái tình trạng bị reset của nó. Chút xíu mình sẽ rọi vào bên trong bình xăng để cho các bạn dễ quan sát nha. Khi mà tháo ra thì mình thấy là cái lọc gió nó còn ok, cũng như buri cũng chưa có cần phải thay. Bình xăng thì bị reset. Sau khi mà đã vệ sinh thùng ga phun buồng đốt rồi đó, thì bên mình sẽ kiểm tra guarantee của hai máy. Thì hiện tại là hai cái máy nó không có được đều nha các bạn, và bên mình sẽ canh lại cái guarantee giữa hai cái máy để cho nó đều. Đó, guarantee hầu như đứng im một chỗ luôn các bạn. Và khi mà lên trên máy thì các bạn sẽ thấy là cái nhịp nổ của hai máy nó đều với nhau, nó không có bị chênh lệch ha. Hôm nay mình thay cái bố hắn trước và hắn sau cho chiếc Versys 650 các bạn. Thì con heo dầu này xài cũng lâu rồi, nó dơ nè các bạn, thấy bám đất cát rồi cái bả bố hắn rồi nó dính ở trên cái hành của bê tông nè các bạn. Nếu như mà mình thay bố hắn á mà mình ép cái bê tông này vô thì cát đất ở trên này nè nó sẽ đi theo vô cái post ở trong này luôn, là nó sẽ bị dính cứng nha. Và cái hiện tại thì cái con heo này nó đang bị dính một bê tông nè, mình sẽ bóp hắn cho các bạn xem. Đó, các bạn nhìn thấy không, cái bê tông ở dưới nè nó đứng yên một chỗ nè, ở trên thì nó ra nhẹ hơn nữa, bạn thấy không. Ở nhà các bạn mà cần vệ sinh heo hoặc là lâu lâu mình kiểm tra heo á, mình kiểm tra thử coi hai bê tông nó ra có đều hay không. Nếu như mà nó bị trường hợp mà nó dính vậy thì mình nên vệ sinh thay dầu hắn lại nha. Đây đó các bạn thấy không, ở trên này thì nó ra ok nè, nhưng mà ở dưới này nó bị cứng nè. Đó là cái cách mà để kiểm tra heo dầu nha các bạn. Không phải là trên cái chiếc Versys 650 này nó bị đâu, mà trên những dòng xe nhỏ của mình á, heo dầu mà hai bít tông như thế này nó vẫn bị dơ, nó sẽ vẫn bị dính nha. Xe của mình ở bên kia hồi nãy mình mới vừa vệ sinh luôn các bạn, của mình á thì nó dính con trên mà con dưới này thì nó ra giống vậy nè. Mà xe này của bạn á thì con trên nó ra mà con dưới này nó bị dính nè. Bây giờ thì tụi mình sẽ tháo ra để vệ sinh heo dầu nha. Đó là lý do tại sao mà khi mà mình quay cái bánh á, mình nghe nó kêu sẹt cái hắn, là bởi vì có một bít tông nó bị cứng và một bít trong tông nó ra vô nhẹ, thì nó sẽ làm cho cái bố hắn nó hơi ép vô ở một cái vị trí nào đó trên cái mặt dĩa, cho nên là các bạn nghe nó kêu sẹt là lý do như vậy ha. Hôm nay thì sẵn là có cái xe này thì mình quay cho các bạn xem cái tình huống luôn để các bạn biết